Thưa quý vị, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của văn hóa, khai thác văn hóa như nguồn lực nội sinh để phát triển kinh tế xã hội, phát huy hình thành nhân tố mới, giá trị mới của con người Việt Nam. Và với chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 chính là làm sao để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới. Văn hóa là một trong ba mặt trận cùng với kinh tế, chính trị. Chính vì vậy, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết, việc đầu tư xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là rất cần thiết nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Văn hóa còn là dân tộc còn. Trong nhất là cái lúc mà mình cử kỷ nguyên vươn mình càng cần phải xác định văn hóa để mình không đánh mất mình. Thì tôi nghĩ là phải đánh giá định kỳ ít nhất là khoảng 3 năm một lần. Hoặc thậm chí là cái giữa một nhiệm kỳ, ở giữa giai đoạn chúng ta phải đánh giá. Cứ hết 5 năm là chúng ta phải đánh giá. Thì cái việc thực hiện thì chúng ta sẽ rút cho kinh nghiệm giai đoạn sau. Nhưng mà quan điểm tôi đánh giá 3 năm một lần là sẽ. Chứ còn nếu anh để hết nhiệm kỳ anh đánh giá rồi anh mới chuyển giao thì nó sẽ không có cái tính kết tục. Giao trách nhiệm cho các bộ ngành liên quan, các ngành liên quan từ trung ương đến địa phương. Thì đấy tôi cho rằng là rất là chặt chẽ, nhưng cũng cần phải tính toán cái nguồn lực, khả năng cân đối nguồn lực, khả năng huy động nguồn lực của chúng ta đối với các cái nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Làm sao mà những cái nhiệm vụ, nội dung, giải pháp đề ra thì nó đạt được cái mục tiêu cụ thể và cũng đạt được cái mục tiêu lớn của chúng ta, đó là xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, gia đình Việt Nam trong thời đại mới, thời đại vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình này cũng đề cập tới việc xác định quyền sở hữu, kinh phí cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa. Cái cách mà chúng ta xác định cái quyền sở hữu đối với lại di sản văn hóa, sở hữu toàn dân, sở hữu chung hay là sở hữu riêng. Và trên cái cơ sở sở hữu đó thì chúng ta có được thêm cái sự động viên đối với lại toàn dân, đối với lại các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp trong việc là tham gia cái sự thu hút của họ đối với lại lĩnh vực di sản văn hóa. Có thể thấy, cùng với các nguồn lực về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng an ninh, nguồn lực văn hóa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, chi phối, ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước.